Vâng, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với xưởng chiếu ngựa cao cấp của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì là xưởng bên em xin phép được giới thiệu cho tất cả quý khách hàng là những cái bộ sản phẩm chiếu ngựa vừa mới xẻ xong. Đấy, vừa mới xẻ xong đây. Thì ở chiếu ngựa bên này bên em thì đều là gỗ hương đá đấy mọi người. Đấy, gỗ hương đá thì hiện tại cũng đang là cổng một cây nữa đang chuẩn bị vào máy xẻ bên xa kia. Đấy, vẫn đang là tập trung, rất là tập trung. Đó, thì là bên này thì là những cái cây của bên em thì là tân ra hàng 1 tấn 1 chiếu, chiều rộng của nó là từ 1m8 đến 2m2. Đấy, chiều rộng của nó từ 1m8 đến 2m2, rất là đẹp, rộng 1 tấn 1 chiếu. Đấy, độ dày là 25 phân, mình là 30 phân. Đây, hai cái tấm đang gông này là 30 phân, dài của nó phải 2m2 một tấm hoặc là 2m. Đấy, nếu mà cắt cả bìa đi thì còn là 2m, rất là đẹp. Và chiều dài của nó là dài là 4m50. Đấy, 4m50. Đấy, nếu mà bỏ hết mấy cái đầu đi thì còn là 4m50. Và chiều dài thực trạng của nó là dài là 4m7. Đấy, 4m7, rất là đẹp. Hàng này của bên em thì là đều những cái tấm rìa đây. Mấy cái tấm dưới này đều là những tấm rìa. Và những cái tấm trên này là ruột đây. Đấy, lứt ở tâm này là ruột. Đấy, nha mọi người. Để em giải thích thêm. Đó, rất là đẹp. Và nếu những cái mọi người là kê hàng 1 tấn 1 chiếu này thì mình sẽ lấy hết tất cả bìa này. Đấy, lấy cả phần ấy bên trong. Nếu mà bác nào muốn không thích rác thì mình sẽ cắt hết những cái phần này đi. Đấy, mình sẽ lấy những cái phần thịt thăn bên trong thôi. Và những cái thăn, những cái thịt bên trong thôi. Chứ không lấy bìa, không lấy rác. Thường thường thì nếu mà kê 1 tấn thì lấy người ta lấy bìa, người ta lấy hết cả phần bìa này là nó sẽ hợp lý và sẽ chuẩn và chất lượng hơn. Nhìn nó sẽ bè vẹ hơn. Đó, là tùy nhu cầu những người sở thích của khách hàng. Ở đây cũng là một cây đang chưa kịp xẻ. Đây thì mình sẽ xẻ những cái cây kia trước. Đây, tần là tuyệt vời. Hàng là tuyệt đẹp. Đây mọi người. Đấy. Ở đây thì thợ bên em thì đang trong quá trình là gông đầu. Xuyên từ đầu bên này sang đầu bên kia và mình gông lại bằng thép hợp kim. Và hiện tại là máy đang trục trặc một chút. Đó. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Đấy, em sẽ quay đi một vòng cho cửa hàng xem luôn. Đấy. Ở đây là những cái thanh thép hợp kim mà mình gông đầu. Đấy, mình gông từ đầu bên này sang đầu bên kia. Thì là những cái thép này của bên em thì là đều là không rỉ. Đấy, không thể rỉ được. Sắt này là không rỉ, thép này là không rỉ. Đó. Ở đây cũng là một tấm vừa mới xẻ xong đây. Tấm này của bên em thì là dày là 20 phân. Bác nào muốn mua những cái hàng to, rộng và dày thì có thể là qua xưởng em. Đấy. Đấy, và em sẽ đi qua bên kia để quay những cái phần đang hạ xuống cho các bác xem. Vâng, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với xưởng chiếu ngựa cao cấp của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì xưởng bên em đang cẩu một cây ở hương đá về thô xẻ, rất là đẹp. Đây, xem. Cẩu rất là to. Thank you.